Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nha. Bữa nay á, hai anh em mình có mấy miếng tàu hũ nè cả nhà. Trời, bữa nay ăn tàu hũ luôn trời. Bữa nay anh em mình làm cái món là tàu hũ nhồi với thịt nha, xích cà. Ở đây cũng có cục thịt ba rọi á, mà này sai sẵn rồi nha. Cái lát mình nhồi chung với tàu hũ á. Này được cái thao này cứu lại nè. Với sẵn mình cũng có hái thêm mớ rau muống để lát cái mình bóp giấm nha, bóp giấm để mình ăn kèm. Với non chèo động mập. Cái này là mình hái cái dũng ngoài sau nhà mình. Được nhiêu đây nè. Dũng lúc nào cũng có nước á, cộng mập. Rồi, chỗ đó là rau muống lúc nào cũng non á, mình cắt ngang á, xong vài bữa nó ra rau muống non lại. Với ở đây cũng có tay cây với bún tàu để lát để lát cái mình cho vô chung với thịt á. Bên đây cũng có cà chua nè, đây là lát của mình xốp cà. Mấy miếng tàu hũ này là mình lựa, mà mấy cái miếng như làm chỗ làm quen á, cái mình mua cái nó ăn nó béo. Chứ mình lựa cái mấy miếng mà dày dày á, cái lát mình nhét thịt nó. Lát nhét cho nhiều hả Mon? Lát nhét cho nhiều nó phình lên. Mon lát cái dĩa gà mất tiêu rồi, tính dẹo của Mon. Em cho nó vô chuồng rồi. Lát nhét liền con gà vô luôn. Hôm nay anh em mình làm cái món tàu hũ nhồi thịt để mình ăn với cơm nha. Lấy anh cạo mấy cái này ra nè. Cạo ra bớt á, lát cái mình nhồi vô. Lát có vỗ trống gì nữa. Rồi anh cạo cái nó lủng lỗ luôn Mon ơi. Trời trời, lát cái lồi này sao. Cho mấy cái này vô đây á, cái lát cái mình trộn trộn lên luôn. Thôi thì chết cái này thịt nhiều. Anh móc này mình còn cái vỏ vàng ở ngoài. Anh móc mấy cái này nè, cái ruột ở trong nè. Trắng. Vừa vừa thôi. Lát nó bể. Nè được 6 miếng. 6 miếng. Người 3 miếng nha. 6 miếng, 6 trái cà chua. với một ba gì ta, một bó rau muống luôn này, bó bự luôn, rau muống non chèo cả nhà. Anh là anh thích ăn cái rau muống đồng á đó, ăn cái nó vị nó ngọt hơn, nó giòn nữa. Không có như cái rau muống kia, cái này cái đọt ngọt. Tiệm có hai nó bò kiểu nó bò sát đất rồi ra cái đọt này, còn mà đưa thẳng là ra cái đọt này nữa. Với cái rau muống này á thì mình ăn là mình phải ngắt bỏ cái đọt nó nha. Cái đọt này ăn là chiều đi cu môn nó dành á. Ngoài đây nhiều chỗ mà. Giờ anh mình sắc cái lỗ tay cây nha. Cái này núm mèo nha, tại anh em mình nói tay cây quen rồi. Mà đây kêu bằng mộc nhĩ. Sắc vô lát mình trộn chung với thịt á, cho nó giòn. Với bên đây cơ mình cũng có cạo mấy cái ruột ở trong cái miếng tàu hũ nè. Ra để lát cái mình trộn chung luôn nha. Cái này cái lát cái mình nhồi thịt vô. Cái này mà phải được cái miếng mà gấp hai cái miếng này gộp lại á anh. Mặn ngon. Thôi đó vừa ăn. Còn cái rau muống thì lát anh em mình lặt, mình có cu môn có lặt được mớ nè. Lát cái mình đập dập dập nha. Đập dập dập xong rồi mình trộn với giấm. Để mình ăn kèm á. Cái rau á mình có như đọt lan á mình luộc cũng được nha, rồi rau càng cua mình bóp giấm, đồ rau ngổ á mình luộc mình chấm chung luôn, ăn kèm á. Thấy đó, ăn sạch cơm. Cái này bầm hơi nhuyễn nhuyễn luôn. Có cái tay cây này vô cái lấy ăn nó giòn. Chưa lát anh bầm kia nữa là nó giòn còn dữ nữa Mon. Để mình cho cái này vô luôn đi. Cái này tỏi với đầu hành. Bữa nay họ mình không có hành tím nha. Để mình cho nó cái tay cây vô đi. Này lát mình trộn lên cái nguyên thao luôn, đầy luôn. Cái lát dư á, cái anh em mình dò viên lại. Với cái này nè Mon. Lát cho cái này vô là nó giòn dữ lắm Mon. Trời trời. Đó, cái mới hái nó còn tươi nó giòn
cho vô đủ màu. Bên này có bún tàu. Bún tàu để đó ăn cắt đó. Rồi để anh cho vô luôn. Đó, lên màu ha. Lên màu đỏ liền luôn. Lên màu đỏ. Cái màu yêu thích của cô Mon. Cái màu bị dảnh mỏ. Chưa, còn để anh cho cái ha. Ừ. Ngâm ấy nhìn giống cậu hủ tiếu rồi. Cho nó vô nó giòn á. Cắt cho đều nha. Cái này không đều rồi Mon ơi. Cũng dài cũng ngắn không được nha. Vô lấy cây thước này nè, anh có đem cây thước ra đo không anh? Đo hả cậu cắt? Ủa, sao? Xanh xanh đỏ đỏ ha. Có vàng không, có tỏi màu vàng. Ở đây anh em mình nêm luôn nha, mình cho tí bột ngọt vô. Đấy, rồi. Ôi. Còn có miếng nước mắm á. Này cho miếng nước mắm vô nha. Tính quay làm chụp cho nước mắm rồi. Chứ cho đường à. Ở đây còn có mớ tiêu nữa nè. Mình cho vô mớ tiêu cho nó thơm nha. Cái này để anh em mình á, trộn cho nó đều lên. Xong cái mình nhồi vô. Nè thịt không luôn á. Đó nó đều hết đó. Anh em mình cũng có nhồi cho nó đều á. Cái thịt với mấy cái đồ niêm mình á. Với cái ruột của tàu hủ. Giờ để anh cho nó vô. Cái miếng tàu hủ nó phải nó bụng lên. Hoàn toàn. Nhìn mặt ú hay cưng á. Như cô Mon luôn. Mình sắp bằng cô Mon nè. Sao bằng cô? Dạ. Nhét nó vừa. Để anh nhét cái này nó bự bự á. Lát anh cho Mon. Này, xong một miếng nha. Để nè. Rồi cho nó vô chơi với con gà. Cô Mon nó lựa ngay dĩa con gà. Nãy giờ nó chổng mà cho giờ chó ra nó đi chơi. Bữa nay chỗ anh em mình á, gió nó hơi lớn, hơi ồn nha cả nhà. Có gì cả nhà thông cảm cho anh em mình nha. Bữa nay gió nó hỏi ngược chiều, nó hỏi dưới luôn. Hỏi từ trên xuống rồi. Cái lẽ lát cái mình chiên cái nổi luôn. Vậy ha. Dạ. Hay. Cái miếng này bự nè, miếng này nước nhiều thịt. Miếng này hồi nãy anh móc cái ruột á, nó hơi sâu, cái nó hơi bị lủng lỗ. Rồi, bây giờ anh em mình chiên cái tàu hũ nhồi thịt này nha. Nãy mình cũng có cho dầu vô hả? Bỏ vô làm cái xèo. Bỏ vô làm cái xèo ha. Trời ơi, cái này ăn. Hôm nay mấy miếng Mon? 4 miếng đi. 4 miếng anh cho cái kim dĩa này nữa nè Mon. Có gì mà dĩa. Cái này nãy còn dư, cái anh mình dò xong đè cho nó hơi dẹp dẹp nè.
cát được chia. Rồi không đủ chỗ rồi bạn ơi. Coi bỏ vô vừa không? Ăn thịt nhiều quá chi cho mặt thầy. Như cu mon luôn. Đó vừa luôn. Bây giờ anh em mình chiên cái này cho nó chín á. Rồi cái mình xếp cà lên nha. Có mấy miếng nãy mình làm nó, mình móc nó hơi sâu á, cái nó bị hơi lủng lỗ. Rác cũng chiên cũng dính. Hôm nay gió quá gió luôn á. Rác làm chiên. Trời ơi, nó vàng hết luôn rồi kìa. Mình trở vào cái mặt này cái này. Mình chiên luôn cái mặt đứng nha. Cái chảo này nó hơi bít á, lát có mấy cái viên viên này nè, mình cho vô sao nha. Giờ để mình gấp này ra. Cho vô nó ở chung với con gà nha. Giờ nó bỏ vô nó nóng á, nó chín với con gà luôn rồi. Cái thịt nó mình chiên nó chín cái nó nở rồi ha. Cái này không có cái cây gấp rồi. Có cái nhà sản. Cái sạn chứ. Trời ơi. Bên đây cũng 6 miếng nè Mon. Rác là điều luôn á. Ba người ba miếng với ba cục. Ba cục. Rồi để thơm vậy luôn. Nó dè hết ha. Dạ. Đang là tí xíu nè. Bây giờ á, anh em mình trộn cái rau muống này nha. Mình trộn với giấm trước. Rồi cái qua cái mình xếp cà cái đậu hũ á. Ở đây cũng có chai giấm nè. Giấm nhà nuôi nè. Là giấm nuôi. Ừ. Mình chỉ trộn giấm với đường thôi nha, chua chua ngọt ngọt. Mới anh cho anh cái chai này anh đựng nè. Chai gì mọi? Chai nước suối á. Đựng vô cái ai tưởng nước suối uống cái trời ơi. Nhăn mặt nhăn mày đó. Cái rau muống á, cái mình đập chụp dập á, cái mình cho vô cái thau nước nha. Rồi mình nặn thêm tới chanh để cho nó ra cái mũ á, cho nó sạch luôn. Mà cái này cong này giống vậy. Cong này vậy đó, cái mình dễ gấp nữa. Mình cho đường vô. Bên đây nãy anh có bầm mớ tỏi với ớt này cả nhà. Nó đẩy dễ luôn rồi. Nó đẩy dễ. Với cái mình làm nước mắm chua ngọt nữa nha. Đây. Cái này là có nước mắm với đường với chanh. Với tí nước lã. Để cho này vô. Ngồi được rồi. Đó, nó xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng. Cho nó thấm á. Giờ mình làm luôn cái tô nước mắm luôn nha. Chờ một tí để lát cái mình cháy cà. Rồi nè Mon, thử một muỗng đi Mon. Cho nhớ còn. Ở đây mình thắng cái dầu điều để mình lấy cái màu hột điều nha. Rồi, giờ anh em mình cháy tỏi để bỏ vô cái dầu điều nó vàng cái tỏi nè. Để mình xào mấy cái cà chua nè. Ôi ớt nó nồng. Ớt nồng rồi tỏi nồng nữa mọi người. Rồi ngồi cuối gió nữa. Lấy cái dầu điều đặng cho nó lên cái màu á, cho nó đẹp. Cái cà chua đây. Thì ở đây mình cho tí nước mắm nha. Tí thôi nha. Cái chai này nó bự quá. Cái miệng cũng bự lắm vậy. Mình cho được.
đó mà đang chế nước mắm thôi, ai hù cái chế nguyên chai luôn. Có phụ môn hù chứ ai hù. Đây mình cho miếng ngọt nữa nha. Dưới cho nó lên chơi nha. Để em dưới mấy cái cà lên cho nó thấm. Cái này cà ít nè, chứ nó chưa tổ mình nó nhiều á. Cùng nào nấy nó mập ướt. Bữa nay anh em mình cho lên cái chảo luôn nha. Cho cái chảo lên luôn. Thì bữa nay thì anh em mình ăn kèm với có nước mắm chua ngọt. Với ở đây thì mình cho cái rau muống nãy trộn giấm á, mình cho ra đây luôn. Hai dĩa. Mỗi người một dĩa. Bên đây dĩa nè. Với mấy cái giò viên này nãy á, mình cho vô mà không có đủ cà nha, mình để riêng luôn. Được 6 cục giò viên. Đây còn đây là đậu hũ nhồi thịt nha, xách cà. Đây, anh làm miếng này. Để cho cái nước mắm ra. Cho này vô luôn ha. Cho vô mà. Cho này vô đây đi. Rồi. Mấy cục bộ viên miệng đã vô trên cái muỗng đó môn. Ôi nó kẹo không môn. Bữa nay anh em mình quay bữa nay á, trúng cái nước lớn á, gió lớn mà gió chướng nữa nên thổi ngược luôn. Đây là miếng đậu hũ nhồi với thịt xích cà. Ôi nó mập ú luôn kìa. Cái này mình làm lần đầu nha cả nhà. Xin mời cả nhà nha. Cho nguyên cục luôn hả? Trong chín hết rồi. Mình ăn vô á, mình xếp với cà, cái cà nó chua chua với mấy cái thịt á, mình nêm nó vừa để mình chấm với cái nước mắm chua ngọt nha. Miếng nó hết cái chén luôn. Bự. Mình hôm lựa mấy miếng đậu hũ bự luôn. Anh làm với miếng. Nhà mà nghe nó cái giòn nó nghe. Với mình có cho thêm mà cái nấm mèo với cái bún tàu vô ăn nó sực sực. Giòn. Ôi. Còn ngày đó là thịt không luôn á. Để chính giữa. Bữa nay sạch nồi cơm luôn mọi người. Bữa nay hết luôn. Để coi bữa nay rau muống của anh có bữa nay có đắt không à. Chứ bữa là thấy là ra thao nào là hết thao đó đó. Ê rồi còn sống rồi. Thôi nó chui vô cái chảo rồi. Vô ăn cơm không? Dạ. Ăn cho nước mắm ra thôi. Lát con món ăn dĩa ha. Dạ. Ăn cắm lên cho. Cho rõ. Đem vớt bớt ớt, ớt. Mình thưởng thức coi. Để em làm cục. Ăn ngon lát đừng ăn nữa nha. Mình phải ăn hết chảo chứ. Mời cả nhà nha. Đúng không? Ngoài mình xốp cà ăn vô nó chua chua. Còn trong mình nêm dừa. Có cái em. Có cái gì tay cây. Ăn vô thường thường thường. Ăn nó giòn giòn hết không? Sáng đó, mình vô sớm là mình đóng lại cái bàn nó hơi sụp sạch á, mình đóng lại nó. Đóng lại xong quay qua cái mình làm cái đậu hũ thịt này nè.
để em cơm trưa luôn nha. Cái này mình ham, mình ăn với rau muống, bắp giấm. Hoặc mình có rau càng cua cũng được nha. Cái này bắp giấm ăn nó thơm á. Mấy cái cục này là anh nhớ không? Hồi nhỏ anh đi bắt mà mấy cái cá sạc về á, cái xong cái ngoại bầm giò là ăn cục gì nè. Không chiên. Chiên lên, ăn chấm mắm chua ngọt. Với cái rau muống mình nè, mình đập dập dập hoặc mình bóp dập dập á, mình trộn với giấm, với đường à. Mà rau muống cũng dễ hái nữa. Mà kinh, rồi chỗ nào có mấy vũng nước á. Hái lên. Mà cái rau muống này mình ăn á, là mình phải bỏ cái đọt nha. Để ăn cái đọt là nó chọt bụng á. Cái mình hái về mình ngâm nó với cái nước muối á. Ừ. Cục lắm. Ủa nãy anh cạo tới cái vỏ ngoài luôn á. Mình sao bữa nay em thấy cái chảo nó thiếu thiếu gì đó ta. Thường hợp nó thì như có màu đỏ đỏ xanh xanh gì. Mà anh thiếu quên bỏ hành. Mình bỏ mấy cọng rau muống vô đỡ. Nãy mình làm gấp quá đó, mình quên bỏ hành luôn. Bỏ vô cái mình ấy xào chung. Mình chưa ngày có quà nó giòn á. Chân bớt cơm. Có cho mấy cái cọng bún xào vô á mà với cái tay cày á thì nó ngon á. Cái da nó chưa nhai cực thật á. Bữa nay rau muống đắt rồi mọi người. Mày hào rau muống. Ba mấy cái đồ mà bớt chua á, nhưng mà muốn bớt chua nè, rồi nó bắt cơm.
muốn vô. Anh em làm cục bự vậy cha. Thắng luôn quán ngọc thật luôn. Nãy anh moi ở trong đó, anh moi nó hơi mỏng á, là cái nhét thịt vô nhiều. Tôi đóng vậy. Nên mình chiên á, mình để lửa riu riu à, không dám để lửa lớn cho chín thịt á. Lửa lớn là nó khét, nên cái miếng gẩu. Miếng gẩu là mình, cái đó là người ta chiên hẳn rồi. Chua. Ôi, cái chén của Kumon kìa. Giống màu gỗ lớn không? Giờ gió nhẹ hơn nãy ha, mọi người gió lớn nó một kiểu con bóp gió. Nãy là nước lớn á, nước lớn là gió lớn nha, mà gió hùng hụ luôn. Anh no luôn á. Hết cái chở luôn. Một cái miếng đồ hủ nó bự bằng cái chén luôn á mon. Nhiều. Rồi mình nhồi cho nó phình ra nữa. Anh cơm. Để nó đảo không đảo. Tôi mong tưởng đảo thôi, má đảo cái chảo vô. Trời này á, kiếm chỗ nào mà dân là cái võng mà ngủ tới chiều. Có hai chuối rồi. Tôi vô tổ mà ngồi giới thiệu á, tổ nhà mát luôn. Dạ, giờ nó chui vô cái chỗ mình ngồi giới thiệu luôn. Gặp ở đây gió thoải mát á. Bớt mà bớt giấm vậy là thằng phái mấy cái rau muống với cái rau mẹ cua. Mấy cơm nó ngon. Cái rau mẹ cua rồi nó hay mọc ở mấy chỗ mấy cái kẹt, mấy nước rồi. Hai mấy cái chậu mà để trồng cây rồi trồng bông rồi nó ẩm ẩm nó lên. Lên, lên mà nó tốt hơn ha. Rồi, nó mập. Nó tốt hơn mình trồng. Mới lại mơ mua chuột miếng rau hủ. Nè, cho miếng này vào. Thôi tới đây anh em mình cũng xin kết thúc video đi nha. Rồi, hẹn gặp ở nhà video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Nhớ like đăng ký ủng hộ hai anh em mình nha.